Kinh văn. Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo, khiến trong chừng khẽ móng tay liền quy y Địa Tạng Bồ Tát, những chúng sanh đó lập tức được thoát khỏi báo khổ của tạp ác đạo. Nếu có người chí tâm quy kính và chiêm lễ tán thán, cùng dùng hương hoa y phục các thứ trân bảo hoặc đồ ăn thức uống mà cúng dường ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì trong trăm ngàn muôn ức kiếp về sau thường được ở cõi trời hưởng thọ sự vui thù thắng vi diệu. Nếu phước trời hết phải sanh xuống nhân gian, thì vẫn còn trăm ngàn kiếp thường là bậc đế vương, lại nhớ được túc mạng cùng cội ngành nhân quả. Này Định Từ Tài Vương, Bồ Tát Địa Tạng có bất khả tư nghị đại quay thần lực, lợi ích rộng lớn cho chúng sanh như thế, các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Lược giảng, nếu gặp được hàng thiện tri thức, chữ nếu này thuộc loại bất định từ. Do đó, nếu gặp có nghĩa là có thể gặp được, mà cũng có thể là không gặp được. Bây giờ Đức Phật đặt giả thiết là các chúng sanh tạo ác nghiệp đó gặp được bậc thiện tri thức. Thế nào gọi là thiện tri thức? Tri là nghe danh, văn danh, thức là thấy mặt, kiến diện. Nghe danh tức là nghe thấy, biết đến tên tuổi, tiếng tâm. Thấy mặt tức là biết rõ mặt mày, hình tướng. Vậy tri thức có nghĩa là nhận thức, hiểu biết một cách rõ ràng, tường tận. Về chữ thiện, thông thường thì được xem là đồng nghĩa với chữ hảo, tốt. Nhưng ở đây thì được dùng theo nghĩa của chữ năng, khả năng. Bậc thiện tri thức là người có khả năng nhận thức. Nhận thức điều gì? Họ có thể nhận thức được những khổ não trong tam giới, biết rõ rằng tam giới không an lành như ngôi nhà lửa. Có ba hạng thiện tri thức như sau. Một, ngoại hộ thiện tri thức. Đây là những vị thiện tri thức từ ngoài đến để hộ pháp, tự nguyện giúp đỡ người xuất gia xử lý công việc trong chùa. Họ tận tùy hộ trì tam bảo, hộ trì thường trụ và quán hỷ cúng dường mọi vật phẩm mà thường trụ cần đến. Nói tóm lại, ngoại hộ thiện tri thức là những người ở ngoài nhưng tự nguyện đến chùa để hộ trì người tu đạo. 2. Đồng hành thiện tri thức. Thế nào gọi là đồng hành? Đó là cùng nhau tu hành. Hàng thiện tri thức này thường cùng nhau tu tập và động viên khuyến khích lẫn nhau. Khuyến khích lẫn nhau bằng cách nào? Bằng cách đã đồng tham, đến bà cùng tu, nghĩa là chúng ta cùng tu tập với nhau, thì quý vị giúp tôi, chỉ cho tôi rõ những lỗi lầm của tôi, và tôi giúp quý vị, chỉ cho quý vị rõ những sai sót của chính quý vị. Bởi con người từng có khuynh hướng không tự thấy được cái sai của chính mình, nếu nhờ người khác tìm giúp thì dễ dàng hơn. Theo thói thường thì người trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì sáng. Ở cương vị của người trong cuộc, lắm lúc chúng ta bối rối không thấy được mình đúng hay sai. Trong khi đó, người ngoài cuộc thì do đứng ngoài, không dính líu đến sự việc, nên cái nhìn có vẻ sáng suốt hơn. Vì vậy mọi người thường có thể cùng nhau thấy rõ khuyết điểm của nhau hơn. Quý vị thấy rõ được cái sai của tôi cũng thấy rõ được cái sai của quý vị. Tuy nhiên, đã đồng tham có nghĩa là quý vị nêu ra những sai sót của tôi để tôi biết mà sửa đổi. Tôi kể lại những sai phạm của quý vị để quý vị rõ mà sửa mình, chứ không phải là quý vị phát hiện cái sai của tôi thì tôi liền đùng đùng nổi giận. Còn tôi khám phá ra tội lỗi của quý vị thì quý vị nên gây gỗ lôi thôi. Chúng ta chẳng những không được nóng nảy giận dữ, mà còn phải bình tâm tĩnh trí nghiên cứu lỗi lầm của nhau để bổ khuyết cho nhau nữa. Đó gọi là cùng nhau trao dồi rèn luyện, khích lệ sách tấn lẫn nhau, giúp nhau tinh tấn tu tập. Trong Ngũ Kinh sách Đại Học có câu: như gọt như dũa, như trao như chuốt. Như người thợ ngọc tỉ mỉ dùng dao đẽo gọt từng chút một, sau đó phải dùng dũa để mài đi chuốt lại thật công phu, nên từ miếng ngọc thô sơ mới trở thành một món trang sức bằng ngọc xinh đẹp quý giá. Hai người bạn cùng nhau đã đồng tham có nghĩa lý cũng tương tự như thế. Chúng ta phải cùng nhau trao dồi mài dũa. Bạn tìm khuyết điểm của tôi tìm khuyết điểm của bạn, để rồi cùng giúp nhau sửa lỗi. Người thật sự muốn tu hành nhất định phải nuôi dưỡng một tinh thần như thế. Đó là nói về
bậc đồng hành thiền tri thức. 3. Giáo thọ thiền tri thức. Những người giảng kinh thuyết pháp, truyền bá và hoằng dương Phật giáo, giáo hóa chúng sanh được gọi là bậc giáo thọ thiền tri thức.